Cùng bạn đọc sách xin chào các bạn. Các bạn thân mến, hầu hết các công ty lớn ngày nay đều coi đổi mới sáng tạo là ưu tiên hàng đầu. Tuy nhiên, trung bình cứ 4 nhà điều hành thì chỉ có chưa đến một người trong số họ tin tưởng rằng tổ chức của mình có khả năng đổi mới sáng tạo hiệu quả. Áp lực đổi mới và cái giá phải trả cho những thất bại ngày càng lớn, trong khi hầu hết các công ty vẫn chưa đạt được nhiều tiến bộ đáng kể. Các công ty ấy vẫn áp dụng những kỹ thuật cũ từng đi tiên phong từ hàng thập niên trước đây. Chính vì lý do này mà một số tập đoàn từng lớn mạnh nhất trên thế giới đã đánh mất toàn bộ thị phần vào tay những công ty khởi nghiệp mà họ chưa từng nghe tên. Để giúp cho bạn đọc, đặc biệt là các doanh nhân khởi nghiệp có thêm kinh nghiệm triển khai đổi mới sáng tạo, Stephen Hoffman đã viết cuốn sách Để chú voi cất cánh, quy trình đổi mới sáng tạo căn bản. Hoffman là nhà sáng lập nhiều doanh nghiệp, nhà đầu tư thiên thần, CEO của công ty Founder Space và là một trong những vườn ươm khởi nghiệp và tăng tốc hàng đầu thế giới với hơn 50 đối tác ở 22 nước. Phạm vi hoạt động của công ty chủ yếu ở Mỹ và châu Âu, nhưng đang dần mở rộng sang châu Á như Trung Quốc, Hàn Quốc. Kính thưa các bạn, đổi mới sáng tạo thật không dễ dàng. Quá trình đó chẳng khác như cách làm cho một chú voi nặng nề có thể cất cánh bay lên. Cuốn sách Để chú voi cất cánh của Stephen Hoffman sẽ giúp bạn thực hiện những phương pháp và quy trình đổi mới sáng tạo giống như những gì mà các startup ở thung lũng Silicon đã và đang áp dụng. Không chỉ chia sẻ bài học từ những công ty đại gia, tác giả còn đưa ra hệ thống giải pháp có trình tự, quy củ. Bạn sẽ học được cách thức các startup cho ra đời những sản phẩm và dịch vụ đột phá, phương thức hiệu quả nhất để nhận dạng và xác định sự phù hợp của ý tưởng mới, việc cần làm để nuôi dưỡng văn hóa đổi mới sáng tạo. Cách thiết lập quy trình đổi mới ở công ty, bạn đọc sẽ học được cách thức những startup cho ra đời những sản phẩm dịch vụ đột phá, cách thức tổ chức đội ngũ đổi mới sáng tạo, phương thức hiệu quả nhất để nhận dạng và xác định sự phù hợp của những ý tưởng mới, những việc cần làm để nuôi dưỡng văn hóa đổi mới sáng tạo, cách thức thiết lập quy trình đổi mới sáng tạo trên phạm vi toàn công ty của bạn. Sau khi đọc xong cuốn sách này, bạn sẽ có trong tay bộ công cụ cần thiết để lên những ý tưởng táo bạo theo cách không tưởng và chắp cánh cho chúng bay cao. Với quá nhiều trở ngại phía trước khi bạn chuẩn bị khởi nghiệp, đọc cuốn sách Để chú voi cất cánh của Hoffman chính là cách để chuẩn bị bản thân trước những trở ngại đó, để có được cái nhìn thấu đáo và gia tăng cơ hội thành công của bạn. Matthew Stepka, nhà đầu tư thiên thần và cựu phó chủ tịch phụ trách hoạt động kinh doanh các dự án đặc biệt của Google, đã nhận xét những hiểu biết sâu sắc của Stephen Hoffman được tích lũy qua nhiều năm khi làm việc với các startup ở thung lũng Silicon và trên khắp thế giới. Cuốn sách này cung cấp kiến thức căn bản cho các nhà lãnh đạo doanh nghiệp và những nhà khởi nghiệp giàu khát vọng. Từ kinh nghiệm thực tiễn, Hoffman đã chia sẻ, niềm hạnh phúc mà các công ty muốn có được đều giống nhau. Chỉ thất bại thì mỗi công ty lại thất bại theo một kiểu. Vấn đề nằm ở chỗ, chúng ta học được nhiều điều từ thất bại hơn là từ thành công. Và thất bại càng lớn, chúng ta học được càng nhiều. Khi không còn sợ thất bại, bạn sẽ có cơ hội đi tới thành công. Bạn có biết, trước khi lập được thương hiệu KFC, Đại tá Harlan Sander từng bị từ chối hơn 1.000 lần. Mark Cuban không làm nổi một anh thợ mộc, không thể làm đầu bếp hay phục vụ bàn, nhưng lại bán được công ty Broadcast.com cho Yahoo với giá hàng tỷ đô la. Sản phẩm đầu tay của Akio Morita, nhà đồng sáng lập tập đoàn Sony, là một chiếc nồi cơm điện nấu cháy hết cơm. Cách dẫn dắt của Hoffman dễ hiểu và thấm thía, từng bước sẽ giúp bạn phát triển, thử nghiệm và tiến hành những ý tưởng có vẻ bất khả thi trở nên thành công. Cuốn sách Để chú voi cất cánh của Stephen Hoffman, Lê Yến Oanh dịch,
do nhà xuất bản Đại học Sư phạm ấn hành, thực sự là cuốn sách hữu ích mà mỗi nhà khởi nghiệp đều nên tìm đọc trước khi dấn thân vào hành trình của mình. Cùng bạn đọc sách trân trọng giới thiệu cuốn sách cùng các bạn.